Xin chào các bạn, cuối cùng thì chiếc Red Magic 8 Pro đã về tới Mobile City. Đẹp chưa? Lấp lánh các kiểu. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình mở hộp em nó nhé. Rồi, cho các bạn xem qua hộp của Red Magic 8 Pro này. Chúng ta sẽ có dòng chữ Win More Game, thắng thêm trận nữa. Đấy, Red Magic, hộp màu bạc lấp lánh các kiểu luôn, nguyên siêu nha các bạn. Biểu tượng Snapdragon Elite Game này. Ở đây của mình sẽ là phiên bản 8/256GB nha. Úi giời. Nice. Khít quá, khít quá. Úi chà. Rồi, như một cuốn truyện tranh ấy nhỉ. Đẹp thực sự. Đây sẽ là phiên bản màu đen nha các bạn. Rồi, để tạm máy ở đây này. Trong này thì chắc sẽ là ốp lưng với cả chọc sim giấy tờ thôi. Chọc sim của Red Magic thì cũng phèn không kém Xiaomi. Đúng là một cái sợi thép rồi uốn lại thôi. Giấy tờ này. Wow. Ốp của Red Magic năm nay làm bằng nhựa nha các bạn. Rất mỏng và nó cứng nữa. Viền hai bên thì sẽ hở hoàn toàn này. Đây thì mình bóc siêu nha để gắn thử ốp. Úi chà. Úi rồi nó phê. Đẹp thực sự. Trong này sẽ là một cái củ sạc với công suất tối đa là 80W nha các bạn. Cổng C2C luôn. Đây sẽ là một sợi cáp C2C màu đỏ này. Rồi, phụ kiện chỉ vậy thôi. Đẹp thực sự các bạn ạ. Cầm sướng vãi trưởng luôn. Uầy. Đây là một trong những chiếc smartphone đem lại cho mình cái cảm giác phấn khích nhất trong một năm vừa qua. Thực sự quá phê luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn cái ngoại hình đi. Không phê sao được đúng không? Mặt lưng này nhìn thì cứ tưởng là nhám nhá. Nhưng mà thực ra nó sẽ trơn. Đó. Và cũng sẽ bám hôi vân tay một chút. Những cái biểu tượng này này thì nó sẽ hơi nhô lên một xíu. Máy rất vuông vắn luôn. Khung kim loại nha các bạn. Nhưng mà công nhận là khi mà cầm vào chiếc Red Magic 8 Pro này thì cảm giác máy hơi dày nha các bạn. Viền vuông mà không bo cong thì các bạn sẽ cảm giác dày hơn so với cả máy bình thường. Và mình cũng thấy là máy không quá đặc đâu. Cảm giác nó hơi rỗng một xíu. Tại vì em này sẽ có cái phần rỗng ở đây này. Nó sẽ truyền khí từ cái cổng này sang cổng bên này. Đó. Phía bên cạnh phải của máy chúng ta sẽ có hai cái phím trigger. Đây là trigger cảm ứng nha. Một cái phím tắt để vào game space của Red Magic. Anten bắt sóng này. Mic. Nút nguồn. Còn đây sẽ là khe hút gió nha. Phía cạnh trên sẽ là jack 3.5mm. Mic và loa ngoài. Phía cạnh bên trái đây. Đây mới là cổng thổi ra này. Còn đây sẽ là phím tăng giảm âm lượng. Phía cạnh dưới thì có loa ngoài này. Cổng type C, mic và khe cắm sim. Đây sẽ là khe 2 nano sim nha các bạn. Doang chống nước thì cũng nhẹ thôi. Gaming phone mà, chống nước gì. Rồi, quay sang phía mặt trước. Mình sẽ bật máy này. Rồi, Red Magic. Lau sạch sẽ nào. Chưa có tiếng Việt nha các bạn. Chắc là vào setting sẽ chỉnh được. Thực sự luôn. Nhìn sướng thế. Như kiểu cầm một cái màn hình trong tay vậy các bạn ạ. Đây các bạn nhìn đi. Không phê sao được cơ chứ. Ngoài cái dòng Samsung Galaxy Note ra thì đây cũng là một trong những chiếc máy hiếm hoi đem lại trải nghiệm thị giác tràn viền sướng nhất các bạn nhé. Phê thực sự luôn. Mình sẽ vào một cái màn hình trắng cho các bạn quan sát kỹ hơn về màn hình nha. Đùa chứ video này nói nhiều từ phê quá nhưng mà thực sự là màn hình rất phê các bạn ạ. Nhưng mà nha, khi mà các bạn để màn hình trắng này, từ cái góc nhìn này mình có thể nhận ra được cái cam ẩn dưới màn hình. Đây, một cái lỗ tròn tròn phía này. Xem video trên mạng thì chả thấy gì đâu nhưng mà ngoài đời nha, nhận ra khá là rõ. Tất nhiên là cũng không ảnh hưởng trải nghiệm hiển thị lắm đâu nhưng mà có thể nhận ra. Mắt thường thì nhìn được nhưng mà lên máy quay rất là khó nhìn nhé. Mình đang check trên cái màn hình của máy quay thì không nhìn thấy gì luôn. Thậm chí là ở cái màn hình xanh này thì mình cũng lờ mờ nhìn thấy cơ. Này. Màn hình này sẽ có kích thước là 6,8 inch, sử dụng tấm nền AMOLED 1 tỷ màu, độ sáng lên tới 1300 nits các bạn nhé. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Uầy. Thực sự là nó phê vãi trưởng luôn đấy. Các bạn công nhận không? Như kiểu cầm một cái màn hình vậy. Đây, mình tua. Ui. Nhìn màu sắc này. Mình tua cái đoạn này. Rồi, các bạn thấy chưa? Góc nhìn nha. Góc nhìn rất tốt. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Màn hình này sẽ không quá trong. Mình cảm giác nó có một xíu gì đó nó hơi gợn gợn. Kiểu hơi bị đục một chút ấy. Màu sắc thì độ bão hòa sẽ bị đẩy lên khá là cao nha. Nhìn màn hình rất rực, nịnh mắt nhưng mà sẽ bị sai màu nhiều. Đó. Với màu sắc kiểu như vậy thì khi chơi game các bạn sẽ rất là sướng luôn.
Mình sẽ để cạnh chiếc Red Magic 7S gần M8 Pro này cho các bạn thấy. Tự nhiên lại thấy em 7S phèn vãi chưởng nhỉ? Tất nhiên là với một chiếc gaming phone cao cấp thì chúng ta sẽ có hai loa stereo rồi và loa đặt chéo nhau nha các bạn. Đây, phía trên góc này này, phía dưới sẽ là ở đây. Loa như này thì chê làm sao được cơ chứ. Âm lượng rất to và khi các bạn bật mắc ấy không bị rè nha. Âm bát đánh rất là chắc luôn. Mình thấy em này loa phải hay gần bằng em Mi 10S rồi đấy. Và cũng rất là thông minh khi mà Red Magic thiết kế loa đặt chéo như này. Các bạn sợ bị che loa khi chơi game đúng không? Nhưng mà cái phần loa phía trên ấy, kể cả khi tay của các bạn che loa thì âm thanh vẫn sẽ phát ra được từ cái phần màng phía trước này. Đó. Nói chung là sẽ không sợ bị tịt đâu. Red Magic khá là thông minh. Chỉ có khi che phần loa phía dưới thì nó mới bị tịt mà thôi. Nói chung là quả loa này thì 9,5 trên 10 điểm, thua mỗi Mi 10S thôi. Về hiệu năng thì những gì khủng nhất trong thế giới smartphone em này đều có nha. Snapdragon 8 Gen 2 này, chuẩn RAM LPDDR5X, bộ nhớ trong UFS 4.0, em này có hết. Bây giờ thì mình sẽ cài AnTuTu để chấm xem là được bao nhiêu điểm nha. Mặc định khi vào AnTuTu thì máy sẽ chạy quạt luôn nha. Đó, kêu khá to, mình sẽ bắt đầu chấm này. Bên cạnh phải của máy sẽ là khe thổi ra nha các bạn. Đấy, phấp phới luôn. Chấm được khoảng 7-6% thì mình sẽ đo nhiệt độ xem sao nha. Nhiệt độ phía mặt trước thì hơn 33 thôi. Nói chung là 8 Gen 2 thì sẽ không bị nóng. Em này còn có quạt cơ, 31,6 này. Và các bạn nhìn rõ cái đường khí của máy đi này, nó sẽ mát hơn bình thường nha. Chỉ hai mấy độ thôi, đúng cái một đường khí luôn. Ok luôn các bạn ơi. Chip thủ không mua máy này thì mua máy nào đúng không? 1.306.000 điểm. Trong đó cái phần GPU sẽ là 576.000 này. Máy sẽ nóng lên 4,1 độ C và tốn mất 3% pin. Một điểm số thực sự quá là ấn tượng luôn. Cụ thể hiệu năng của chiếc Red Magic 8 Pro thì ngay sau video này thôi. Mình sẽ có một bài test game nha. Các bạn nhớ theo dõi kênh để không bỏ lỡ. Mình vào cái phần setting xem là có tiếng Việt không. Tại vì mọi khi Red Magic là sẽ có tiếng Việt nha. Đây, chúng ta sẽ có tiếng Việt nha. Nhưng mà thường thì tiếng Việt của Red Magic ấy, nó sẽ hơi bị ngu một xíu. Đó. Máy đang chạy Red Magic OS 6.0 này, phiên bản 8/256GB, Snap 8 Gen 2. Cùng mình xem qua cái phần game space của máy nha. Như mình nói, các bạn sẽ có phím tắt này. Mọi khi thì Red Magic để ở dưới cơ, phía này. Nhưng mà năm nay thì lại để ở trên. Ảo thật, các bạn gạt sang nhé. Mình cứ thêm bừa một cái phần mềm đi. AnTuTu này. Đó. Chúng ta có thể setting này. Tốc độ lấy mẫu cảm ứng sẽ có hai mức, một là 480Hz và hai sẽ là 960Hz nha. Đấy, siêu mượt luôn đấy chứ. Hiệu suất thì vẫn vậy thôi, tăng lên, nằm ngoài và Infinity, tiếng Việt ngáo đét. Chi tiết cái phần game space của chiếc Red Magic 8 Pro thì cũng hẹn các bạn ở video sau nha. Về pin thì năm nay Red Magic 8 Pro trâu hơn đời cũ khá nhiều, nếu mà so với cả 7S Pro ấy thì là cao hơn 1.000 nha, em này pin 6.000 cơ mà. Còn sạc nhanh thì sẽ là 80W. Nói chung là với viên pin 6.000 thì với máy bình thường là rất trâu. Nhưng với một chiếc gaming phone hiệu năng cao cộng với cả có quạt tản nhiệt thì theo mình nha, cũng chỉ đủ dùng một ngày thôi. Đó. À nhưng mà ngoài ra thì chiếc máy này cũng sẽ có tính năng là sạc nhánh nha. Các bạn có thể dùng điện trực tiếp khi mà cắm nguồn sạc vào để mà không làm chai pin khi chơi game. Đó. Về camera thì thông số các bạn quan sát trên màn hình nhá. Chất lượng phần cứng cũng rất là ok và cực kỳ nhiều bạn quan tâm về cam của em này. Ok, nói phần cam selfie đầu tiên nhá, cam ẩn dưới màn hình mà. Nói thật, nó chỉ bằng mấy cái con giá rẻ 2 triệu là cùng thôi. Rất là chán luôn các bạn nhá. Khi chụp ngược sáng thì còn thôi rồi luôn, nhìn cái đèn nó bị ảo chưa kìa. Ra ngoài trời ngược sáng nữa thì thôi rồi, chả nhìn thấy gì cả. Còn đây sẽ là video nha. Chuyển về cam sau thì mình thấy cam chính của máy, nó không thua kém gì mấy con máy tầm trung của Realme hay là Xiaomi đâu, tầm 8-9 triệu. Màu sắc lên khá là tươi tắn, trong sáng nhỉ. Không có vấn đề gì cả, ok phết. Cam siêu rộng của máy thì mình cảm thấy là màu sắc bị tối đi một chút này, cộng với cả ảnh rỗ hơn khá nhiều nha. Nói chung là cam siêu rộng của máy thì hơi kém. Khả năng quay video của máy thì lên màu hơi đậm một chút, nhưng mà chống rung rất ổn nha. Mình đang quay phim trên chiếc Red Magic 8 Pro. Các bạn thấy chất lượng ra sao comment phía bên dưới nha. Với mắt nhìn của mình thì cảm thấy là màu sắc hơi bị rực quá các bạn ạ. Còn đây sẽ là về vân tay của máy. Vị trí đặt rất là hợp lý nhỉ, nó không bị quá thấp. Ngon.
Ồ, nhanh phết nhỉ. Ngoài ra thì em này sẽ có cả hai phím trigger cảm ứng nha. Nhưng mà mình xin nói trong các video sau đi. Test game thì mới dùng chứ đúng không? Chứ bây giờ mình đã cài game gì đâu. Ok, tổng kết lại về chiếc Red Magic 8 Pro. Ấn tượng nhất là về thiết kế cộng với cả màn hình. Thiết kế năm nay đúng kiểu flagship luôn. Nhiều bạn không chơi game cũng sẽ mê ấy chứ. Màn hình thì quá là ấn tượng luôn. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Red Magic 8 Pro này? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua của em nó mức giá rẻ nhất tại Mobile City sẽ có dưới phần mô tả và bình luận game của video. Giờ thì xin chào, bye bye.